Sau khi kết thúc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Thu Trang đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri cũng có lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở ngành và thị xã Đức Phổ. Tại buổi tiếp xúc, sau khi phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Thu Trang có báo cáo tổng thể về những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 vừa qua, 13 cử tri đã nêu một số kiến nghị, thắc mắc tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến chính sách cho người có công, lĩnh vực quốc phòng hay cơ chế đất đai và một số thắc mắc về hóa đơn tiền điện và các dự án điện trên địa bàn thị xã. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ sự thấu hiểu khi rõ ràng những mong mỏi, yêu cầu của bà con cử tri còn rất lớn, xuất phát từ thực tiễn tồn tại một số bất cập trong xây dựng và thực thi chính sách ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đối với những vấn đề liên quan đến chính sách vĩ mô, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu, phối hợp cùng địa phương để có tiếng nói đến Quốc hội, tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con, nhất là liên quan đến các vấn đề về đất đai, an sinh xã hội đồng tình với kiến nghị của cử tri bộ trưởng trần tuấn anh cho rằng yêu cầu đảm bảo thị trường tiêu thụ nông sản và sản phẩm nông nghiệp đảm bảo đời sống cho bà con nông dân là yêu cầu chính đáng đối với một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp như việt nam để góp phần nâng tầm ngành nông nghiệp bền vững Bộ Công thương trong phạm vi những lĩnh vực quản lý, xác định trách nhiệm phát triển thị trường, cung cấp thông tin hỗ trợ định hướng sản xuất, không để người nông dân loay hoay trước tín hiệu thị trường, trong đó tăng cường khai thác thị trường nội địa đến gần 100 triệu dân thông qua phát triển hạ tầng thương mại, kết nối chặt chẽ hơn giữa sản xuất với phân phối, đồng thời xác định thị trường ngoài nước cũng giữ vai trò quan trọng khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, các hiệp định thương mại là yếu tố then chốt mở ra cơ hội rất lớn, mới đây nhất là hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đã được Quốc hội thông qua thay mặt bộ công thương cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành điện lực bộ trưởng trần tuấn anh cũng tiếp thu những ý kiến liên quan của cử tri khẳng định sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng về giảm giá điện giảm tiền điện cho người dân doanh nghiệp đồng thời đề nghị tập đoàn điện lực việt nam evn nghiên cứu có cách làm hợp lý để thể hiện quyền lợi của người dân khi được giảm giá điện làm sao cho bà con hiểu tin tưởng yên tâm với chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với một số phản ánh về điện tăng tại một số địa phương, khu vực, thậm chí tăng đột biến, Bộ Công Thương đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác ghi và phát hành hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng chia sẻ, với thời tiết nắng nóng liên tục, những ngày gần đây, phụ tải điện đã chạm đỉnh do nhu cầu sử dụng điện lên cao. Do vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm an toàn là rất cần thiết. Thời gian tới, trong quá trình xây dựng các chính sách phát triển năng lượng, Bộ Công Thương sẽ tập trung đảm bảo phân phối điện đầy đủ đi cùng với an sinh xã hội của người dân, đồng thời đảm bảo thị trường điện cạnh tranh, công khai, minh bạch.